Nếu ông đâu có suy nghĩ này thì hãy về tình dưỡng cơ thể ông đi. Tôi sẽ muốn người khác chăm sóc Tiểu Bảo. Mình vừa mới ngồi xuống. Đến liền đây. Đau quá. Hạ Diêu Phi, ông mau quá, không thúc đâu. Đẩy. Con làm gì vậy hả? Dì ấy không muốn con. Cô ấy cũng không có gì thú vị. Vậy mà sao con cứ đi làm phiền người ta hoài vậy hả? Nếu con không phải là con trai của ba thì ba chẳng muốn con đâu. À, băng vết thương lại đã rồi, muốn ý kiến gì cũng được. Thiếu Hiệp, con có hiểu được chút khổ cực của ông cha này không hả? Giờ con có muốn yêu cầu gì thì hãy nói rõ. Ba cho con một cơ hội khiếu nại đấy, đừng bỏ lỡ. Không phải lúc nào cũng có người cưng chiều con đâu. Nhưng ba có một điều kiện. Nếu con muốn đưa ra yêu cầu hay gì đó thì con phải đáp ứng với ba một điều, là nếu như sau đó con vẫn không tỉnh ngộ thì phiền con bây giờ đi thẳng lên lầu đóng cửa và tự suy ngẫm. Con muốn bác sĩ Tần chăm sóc con. Đồng ý điều kiện không đã? Con sẽ đi học. Điều kiện mà Tiểu Bảo đáp ứng được cho ba để được gặp bác sĩ Tần. Con thông minh sẵn rồi, đi mẫu giáo chẳng phải là phí thời gian sao? Với lại con cũng có chịu nói chuyện với ai đâu, đi học làm gì chứ? Giờ vị đi, mỗi ngày nói chuyện với ba 3 câu, mỗi câu không dưới 10 từ. Con người nuôi dưỡng một con gấu con trong tiềm thức vẫn có thể nghe nó nói tốt, nghĩ về ba mình. Còn nuôi dưỡng một con tiểu bí ẩn như con thì có khi ông trời ổng cũng chẳng biết con đang nghĩ muốn nói gì đấy. Được rồi, ba không ép con gì nữa. Nếu con muốn làm con gấu đó thì ngoan ngoãn ở nhà đi. Ba còn trẻ, còn có thể kiếm được nhiều tiền. Ba cho phép con một việc. Về sau ai cho phép con nói chuyện thì dùng tiền đập chết hắn.